Đoàn công tác liên ngành gồm lực lượng chức năng của Sở Y tế Gia Lai và Công an tỉnh Gia Lai vừa tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở có tên gọi Phòng khám DHI thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ 75 Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku. Tại thời điểm kiểm tra, có một người tự xưng bác sĩ đang khám và tư vấn cho một bệnh nhân bị suy giãn tĩnh mạch. Nhưng điều khiến cho nhiều người chưng hửng là bằng cấp của vị bác sĩ này. Sau nhiều giờ làm việc, người tự xưng là bác sĩ Võ Minh Thanh mới thừa nhận tên thật là Võ Minh Chiến, 28 tuổi, trú tại thôn Chí Công, xã Cư An, huyện Đắc Bơ, tỉnh Gia Lai. Người này nói rằng mình tốt nghiệp chuyên ngành văn hóa, không hề có bằng cấp hành nghề y, nhưng tư vấn khám bệnh cho khách hàng theo hướng dẫn của quản lý cơ sở. Trước sai phạm, đoàn công tác liên ngành lập biên bản, yêu cầu cơ sở chấm dứt ngay hành vi vi phạm, dừng tất cả hoạt động liên quan đến lĩnh vực khám chữa bệnh. Sở dĩ có cuộc kiểm tra là do một người phụ nữ tố cáo khi từng được bác sĩ Thanh điều trị, đóng khoản phí 18 triệu đồng nhưng cách trị bệnh không chuyên môn, nghiệp vụ. Vì nghi ngờ, bà điều tra thì dở lẽ sự tình nên trình báo lực lượng chức năng. Tin tức Mekong từng phản ánh nhiều trường hợp cứ khoác áo blue lên người, chia sẻ dài ba bài kiến thức về y khoa, tự nhận mình là thầy thuốc, là ngăn nhiên khám, điều trị cả những bệnh nan y. Cú lừa này ở ngoài đời một thì trên mạng lên đến 10. Nhiều phát ngôn còn gây hoang mang dư luận cũng từ đây mà ra. Anh Sơn Hiền có cập nhật lại một số thông tin để quý vị nâng cao cảnh giác. Rót nước mắm ra chén, ăn không hết, lấy đồ để lại, 4 tiếng đồng hồ sau thì có chất gây ra ung thư. Hay việc ăn phở và uống trà đá dễ gây ra ung thư vì trà đá lạnh làm đông mỡ béo lại, bám dính vào vách dạ dày ruột. Những lời phán truyền vô căn cứ của những người tự xưng là giáo sư y tế hàng đầu, rồi sau đó biết bao phương pháp chữa bệnh đặt ra. Một thời gian dài, kiến thức của bác sĩ tự xưng Hà Duy Thọ được lan truyền làm nhiều người tin như điếu đổ, bởi ai cũng tin rằng đây là vị giáo sư hàng đầu trong việc chữa trị ung thư. Nhưng khi lực lượng chức năng vào cuộc, mọi chuyện dở lẽ, giáo sư này không bằng cấp chuyên môn, không có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh. Dr. Cương, hay nhiều người gọi là thầy Nguyễn Duy Cương, chính là ví dụ khác. Vị chuyên gia dởm này từng khiến nhiều người hoang mang với phát ngôn tập gym lâu dài, nguy hiểm hay sai lầm khi tập gym vừa uống nước. Thế nhưng ông cũng không có tấm giấy lộn lưng liên quan nghề y. Chắc hẳn mọi người sẽ nhớ ngay đến trào lưu nhà tôi ba đời chữa bệnh, rao giảng kiến thức, bốc thuốc chữa dứt điểm các bệnh xương khớp, tiểu đường và cả ung thư. Và mới đây là trường hợp người đàn ông tin thầy Lan uống nước y ong kiềm chữa bệnh dạ dày. Người thầy tự xưng này cũng có lượt người tương tác trên mạng. Với liệu trình 26 ngày nhưng được nửa đoạn đường thì sức khỏe bệnh nhân suy kiệt nghiêm trọng. May là người nhà kịp thời đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo như chia sẻ của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi Trung ương, mỗi tháng tiếp nhận hàng chục bệnh nhân bị suy gan, suy thận, hoại tử do dùng thuốc không rõ nguồn gốc. Các chuyên gia y tế nhận định, điều đáng sợ nhất là việc mất niềm tin, rồi người ta sẽ chẳng còn biết phải tin vào ai. Kế đó là ảnh hưởng tới sức khỏe, tiền bạc, thời gian. Theo bác sĩ, đối với những bệnh mãn tính như tiểu đường, ung thư, gút, người dân nên nhớ y văn khẳng định không thể chữa khỏi hoàn toàn, chỉ có thể theo dõi, hạn chế phát triển. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch, do đó tuyệt đối không nghe theo bất cứ lời rao giảng kiến thức hay loại thuốc nào có thể chữa khỏi những căn bệnh này hoàn toàn. Mọi thông tin trên mạng đều chỉ là tham khảo.